màu bánh trứng chảy lòng đào lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội, giá trị từ 8.000, dự kiến là còn hot hơn cả bánh. Gì mà hot dữ vậy? Ở đây thì kiếm đâu ra mà mua? Còn không kiếm được chỗ mua thì làm thôi. Đã xuống. Nhà em không có cái khuôn trứng gà non mấy bà ơi, có cái khuôn bánh cá à. Mà thôi kệ đi, quan trọng là nội dung thôi. Bây giờ là em sẽ đi làm cái phần vỏ bánh trước nha. Cái này em dùng trứng gà công nghiệp là 4 trứng nha, cho vào đây 140g đường cùng với 140g bột mì. Mà em dặn mấy bà nè, có làm như em á thì nhớ cho đường vô trứng trước, khuấy cho đường nó hơi tan đi rồi mới cho bột mì vô. Đừng có cho dính cục như em, tại em quên. Cho như em cũng được á, mà khuấy đường nó lâu tan. Xong rồi mấy bà cho vào đây 4g bột nở. Mấy chị đừng có lộn với cái muối nở nghe không? Nhiều bà hay lộn cái vụ đó lắm. Rồi em sẽ cho vào đây thêm 3 muỗng canh mật ong cùng với 50ml nước. Khuấy đều cho nó tan rồi em lọc qua rây. Ai làm biếng thì khỏi lọc cũng được, bánh nó hơi giống cục nha. Còn ai mà làm riêng giữa chén như em á thì mình lọc qua rây đi cho bánh nó mịn. Rồi đẩy qua một bên, mình để cho bột nghỉ khoảng 15 phút. Bây giờ em sẽ làm phần nhân. Em lấy 2 cái lòng đỏ trứng gà, cho vào đây 20g đường, khuấy cho đường nó hơi tan thì sẽ cho vào đây 12g bột bắp cùng với 18g bột mì. Khuấy đều cho nó hòa quyện nha. Rồi mấy bà kiếm cho em cái chảo, cho vào đây 180ml sữa, mình nấu cho nó hơi ấm thôi, đừng để nó sôi. Thì mình sẽ đổ vào trong cái hõm hộp hồi nãy của mình nè, khuấy đều lên cho nó hòa tan hết thì lọc qua rây một lần nữa. Rồi bây giờ mình lại bắt lên bếp, mình sẽ khuấy đều lửa nhỏ thôi nha mọi người. À quên, cái nhân này là nhân kem trứng nha mấy chị, chứ không có giống người ta, tại vì cái nhân kia không biết làm. Bà nào mà biết thì nhớ chỉ em nha. Khuấy thấy cái nhân nó hơi sệt sệt, em sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê bơ lạc, không có bơ lạc thì mình chơi bơ mặn cũng được mấy chị. Hồi dịch em chơi bơ mặn không chứ kiếm đâu ra bơ lạc. Xong rồi thì em sẽ cho vô túi bắt kem như vậy ha, rồi em sẽ quấn nó lại bỏ vào trong ngăn mát tủ lạnh. Bà nào không có tủ lạnh thì mình có thể cho vô cái tô nước đá cũng được. Mình để vô đó một hồi cho em nó suy nghĩ về cuộc đời đi, rồi kể cho nghe nè. Hôm bữa nhớ bà nào bài bài kêu em á, Thiền ơi, cưng lấy nho cưng ngâm với đường đi, để một tháng á rồi cưng lấy cái nước này ra cưng làm bánh mì là thai men nở luôn. Rồi đó, cũng mấy bà suối nữa đó. Cái này là hơn tháng nha mấy chị, một tháng 5 ngày rồi. Em lấy ra thì em thấy có cái cục gì nè. Cái này là cái gì vậy mọi người? Trời đất ơi, nó mềm mềm dai dai, nó ngộ, nó lạ lắm mọi người. Mà em đếm thử cái nước á thì nó giống như giấm vậy đó. Nó có vị ngọt nhưng mà cái vị ngọt rất là ít, cái vị chua không hà. Thôi để em thử nghe lời mấy bà một lần coi sao. Vì một lần nhiều lần dữ lắm rồi. Em lấy một xíu bột mì hả mấy chị ơi, không dám lấy nhiều. Rồi em sẽ chế cái nước đó vô, thấy hơi chua nên em xin miếng đường nha, chứ em sợ chua lắm đó. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em nhồi nè, không biết có ra đám môn gì không nữa, lòng cũng hơi lo lắng. Làm quỷ bánh này không biết có ăn được hay không, chứ cái chén xương sáo của mẹ là ăn chắc rồi đó. Em là em ngán làm bánh mì lắm, tại làm bánh mì nhồi là muốn sức cái tay ra nó mới thành công được mấy chị ơi. Thường là người ta dùng máy không hà, nhồi một hồi thấy nó không dính tay nữa thì em sẽ cho vào đây một xíu bơ lạc. Cái lúc mới bỏ bơ vô rồi nhồi á thì nó dính dữ lắm, nó chèm nhẹp hà. Mấy chị yên tâm đi, nhồi một hồi là tự động nó ráo cái tay là nó mềm, cái cục bánh ngon dữ lắm nha. Em là nhồi đại hà mấy chị ơi, mà em thấy có nhiều chị chỉ là đập liên tục liên hồi, đập tới chừng nào mà cái tay nó kêu nhức 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 là mình dừng được rồi. Lúc đó thành công hay thành công gì cũng không còn quan trọng nữa. Em kéo thấy nó hơi màng màng vậy được rồi, bây giờ có thêm thì cũng không nổi đâu. Đậy nắp lại ủ khoảng 3 tiếng nha. Cái tô bột mà làm bánh cá để nghỉ nãy giờ chắc được rồi. Bây giờ là em sẽ lấy cái khuôn bánh cá ra, mình sẽ tiến hành làm cái bánh cá trước nha. Cho một cái lớp bánh đầu tiên vô trước để cho nó hơi chín chín đi rồi mới cho nhân vô. Trời đất ơi, cái gì vậy mấy đứa? Đen đuôi vậy mấy đứa. Chị mới có nhân tình cái mà mấy đứa sợ là mấy đứa ghét chị mấy đứa. Chị tức cơ nghe. Mẹ nào là cái định mệnh làm bánh là phải chú cá ăn là mới được. Tôi tin chắc là ở đây có một cái lời nguyền gì về cái vụ làm bánh rồi. Làm bánh là phải cho cá ăn, còn không cho cá ăn là không được. Mày mốt làm bánh là không làm ở đây nữa. Không làm ở đây nữa mọi người ơi. Đừng có vội cười em, cái đó là xé nháp thôi, cái đầu ai mà không hay hư. Rồi nè, từ cái thứ hai là yên tâm đi. Giờ là em canh lửa kỹ lắm, em cho nhân lên rồi em rưới cái lớp bọc thứ hai lên nha. Hey, cái chuyện gì đang xảy ra vậy trời, thấy người ta làm dễ quá trời mà. Trời đất ơi, cá châu Phi. Hồi bữa ông bà nào kêu em là nữ hoàng bánh khét vậy, rồi không lẽ bây giờ nó đã trở thành định mệnh của cuộc đời em ư? Đó là một câu chuyện buồn cười ra nước mắt. Rồi, trời ơi, cái nhân nó ngon lắm mọi người. Ăn luôn, còn bên cá ăn. Dạ, ngon quá. Rồi bên đây cho cá nè.
bóng bóng băng băng lên ăn cơm vàng, cơm nhạt lộn, bóng bóng băng băng lên ăn bánh khác nha chị. Đề nghị là mấy bà đừng có rủ rê em làm bánh nữa nha. Trời đất ơi, mấy con cá nhà em nó béo phì hết ráo rồi mấy bà ơi. Nãy giờ là em giả trân, em gạt mấy bà thôi nè. Em cũng được mấy con cá đẹp cho bộ, rồi được ba con thôi đó. Rồi để bẻ ra cho coi nè. Mấy bà chỉ em làm cái nhân trứng chải đi. Cái nhân này cũng ngon nhưng mà thấy trứng chải nó hấp dẫn hơn. Thôi mấy chị hãy quên mấy con cá đó đi. Thua keo này ta bài keo khác mấy bà hiểu không? Nhớ cái bọt hồi nãy em nhồi muốn xức cái nách rồi không? Bây giờ em sẽ cho cái nhân hồi nãy vô nè. Túm túm lại mình vơ vơ tròn rồi mình đem đi mình nướng. Làm biến vô nhà xách cái nồi chiên không dầu quá cho nên em nướng bằng cái chảo đá luôn. Thôi kệ đi, miễn nó chín là được mấy chị ơi. Cái này em dặn lửa nhỏ chứ không dám dặn lửa to, sợ cá nó ăn nữa mấy chị. Rồi nè, sao nó không nở ha? Không có nở gì đâu mọi người ơi. Thật là vô nghĩa. Bánh nó không nở mà cái vỏ nó còn chua nữa. Trời ơi, cả buổi chiều của em biết có kết cục như thế này, làm gì phải tranh giành đấu đá. Cá ăn nữa. Thôi kệ mấy chị ơi, em suy nghĩ kỹ rồi, cũng không buồn lắm. Dù sao thì cũng có cá ăn đỡ hơn là dục thui.